Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Phương Anh và đàn chị Thúy Vân khiến fan trầm trồ trước màn đối đáp tiếng Anh cực ấn tượng. Song song với quá trình âm thầm chuẩn bị cho hành trình Miss International 2021, Á hậu Phương Anh luôn dành thời gian để lắng nghe thêm những chia sẻ từ các đàn chị đi trước để giúp mình thật tự tin khi sinh nhật với sứ mệnh làm rạng danh nhan sắc nước nhà. Đúng như lời mong mỏi của fan sắc đẹp, Phạm Ngọc Phương Anh đã mở cuộc phát sóng trực tiếp, trò chuyện trực tiếp với người chị Thúy Vân, Á hậu 3 Miss International 2015. Chỉ vẹn vẹn trong một thời gian rất ngắn, hai chị em đã khiến fan tự hào với khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất thần, đi kèm nhiều chia sẻ thú vị. Điểm trùng hợp của Phương Anh và Thúy Vân đó là cùng giành ngôi vị Á hậu 1, Á khôi 1 tại cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, đều chung họ Phạm và hơn hết họ đều mang trên mình giải sách Việt Nam đi chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu quốc tế. Đối với Phương Anh, cô cho biết chị Thúy Vân là một người mình rất yêu quý và mong muốn được nói chuyện, trò chuyện cùng chị, nàng hậu học giỏi cho biết thêm ở ngoài đời chị Vân xinh đẹp rạng ngời, xứng danh Á hậu 3 Miss International. Mở màn cho cuộc trò chuyện đứng trước câu hỏi của Thúy Vân về việc chuẩn bị như thế nào cho đường đua sắp tới, Phương Anh không do dự trả lời, em đang nỗ lực hết mình và không ngừng trau dồi bản thân. Em hy vọng sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ tại Nhật Bản. Có lẽ không cần nói quá nhiều về tiềm năng của Phạm Ngọc Phương Anh khi cô hội tụ đủ mọi tiêu chí của một Miss International đang tìm kiếm, đó là một nhan sắc thanh lịch, diễm lệ và đặc biệt là sở hữu thành tích học tập rất khủng, có thể giao tiếp thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Nhật. Có một chi tiết mà fan rất háo hức được nhìn thấy, đó là được nghe hai mỹ nhân họ Phạm trổ tài giao tiếp tiếng Anh, đóng vai trò là giám khảo cũng như thí sinh giả định. Hai cô trò đã có những màn đối đáp, ứng xử cực kỳ xuất thần. Và hơn hết, đây cũng là dịp đàn em Phương Anh được cô giáo Thúy Vân góp ý, dẫn dắt để có những bài phát biểu ấn tượng. Đứng trước câu hỏi làm sao để tự tin vào chính bản thân mình, không một chút do dự Phương Anh xuất chiêu. Em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng giả vờ cho đến khi thành thật. Có một vài trường hợp yêu cầu sự tự tin của em, nhưng những lúc này dễ khiến em bị căng thẳng. Em không suy nghĩ quá nhiều và chỉ tập trung vào những thứ em đang làm. Tự tin là lúc em có thể thể hiện được cá tính trước mọi người. Không chỉ chứng tỏ phong độ của một nàng hậu học giỏi, phô diễn hết thế mạnh ở những câu đòi hỏi kỹ năng riêng biệt, Phương Anh cũng được đánh giá cao với sự hùng biện liên quan đến vấn đề đại dịch Covid-19, mang tính thời sự giữa việc có nên đóng cửa biên giới để hạn chế đi lại và mở cửa phát triển kinh tế. Tôi sẽ đóng cửa biên giới để hạn chế tối đa hiểm họa từ dịch bệnh cho người dân, bởi lẽ họ là nguồn lực lớn mạnh nhất để phát triển quốc gia. Mặc dù chỉ là một vài câu hỏi nhé hàng, nhưng Phương Anh đã củng cố thêm niềm tin cho fan Việt về một thành tích rất cao tại cuộc chiến Miss International. Cuối đoạn phát sóng trực tiếp, người chị Thúy Vân có mách nhỏ một số những bí quyết mang tính chọn lọc để giúp tinh gọn lại câu trả lời của Phương Anh. Hành trình chinh phục phương miện quốc tế không còn dài, hy vọng Phương Anh sẽ thật tự tin, bản lĩnh để có được thành công hiển hách như Thúy Vân đã từng xác lập vào năm 2015. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.